nhà bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Mảnh đất Xuân Lộc, Đồng Nai từ lâu là địa danh đi vào thơ ca lịch sử, là mảnh đất xinh đẹp với cảnh quan đồi núi và đặc sản quý mật ong rừng. Như một quy luật của cuộc sống, nơi đâu rồi cũng có những người may mắn và những hoàn cảnh bất hạnh. Chúng tôi ghé thăm trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Xuân Lộc, Đồng Nai để lắng nghe câu chuyện về thầy giáo Trần Duy Tuyến. 38 năm tuổi đời là gần 20 năm thầy Trần Duy Tuyến gắn bó với thể thao. Tận tụy, nhiệt thành, năng nổ, thầy Trần Duy Tuyến đã mãi miết làm công tác của một người đưa đò thầm lặng, thắp lửa đam mê thể dục thể thao cho các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Tưởng như mọi chuyện sẽ mãi luôn tốt đẹp, cho đến ngày cuối năm 2020, một tin dữ ập đến khiến cuộc đời thầy Trần Duy Tuyến rẽ sang một trang khác. Nhớ lại khoảng thời gian đầy, cách đây 3 năm, trong một lần tình cờ, thầy Duy Tuyến đã vô tình phát hiện ra mình mang trong người căn bệnh quái ác, u ác đại tràng. Khi ấy, thầy Tuyến đã không khỏi sốc tâm lý, bởi thực sự không ai ngờ rằng một người thường xuyên vận động như thầy lại có thể mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Trong một dịp tình cờ thôi, cơ thể của mình nó bất ổn một xíu, hay sốt về đêm, sốt liên tục trong vòng 5 ngày thì mình đi khám bệnh ở trên trung tâm Hòa Hảo thì phát hiện ra trong đại tràng mình có một khối u. Tâm lý mình lúc đó không biết đi về hướng nào, nhưng sau khi được sự động viên của gia đình, đặc biệt là các anh em đồng nghiệp trong cơ quan thì mình đã đi nhập viện, mình thực hiện phẫu thuật. Thì trong quá trình nằm trên bệnh viện 17 ngày thì tâm lý rất đè nặng, mình rất là hoang mang. Con thì nhỏ mới sinh, gia đình thì làm giáo viên thì kinh tế không được khá giả, mình lo lắng về sau khi mình phẫu thuật rồi thì cuộc sống của mình như thế nào sau này, tại vì mình là chủ lực của gia đình. Khi hóa trị vào thì tác dụng của phụ của thuốc để làm cho tóc rụng. Mình nhớ là tháng 4 năm 2021 là thời điểm đó, Covid, thời điểm đó là chỉ ở nhà và chờ đợi ra đường, được ra đường để đi khám bệnh thôi. Đến tháng 12 năm 2021 là cho ra đường thì lúc đó mình đi khám bệnh lại thì phát hiện ra đã di căn rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trên một đường thẳng. Có những khúc quanh mang tên số phận để thử thách mỗi con người. Trong muôn vàn bước trắc của cuộc đời, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Nhưng chỉ có một điều duy nhất không thể mất đi được, đó là sự lựa chọn thái độ sống. Là một người tình cảm, lạc quan, kính trên nhường dưới, thầy Tuyến luôn được các đồng nghiệp và học sinh ở trường yêu thương, quý mến. Ai cũng đều thương xót cho trường hợp của thầy. Nói chung là không phải chỉ mình mà cả trường luôn cũng rất là xúc động. Thứ hai nữa là rất là ngỡ ngàng khi nghe Tuyến bị bệnh, tại vì trong quá trình mình làm việc với Tuyến thì Tuyến là một người giáo viên rất là gương mẫu. Thứ hai nữa là đối xử với đồng nghiệp rất là tốt, rất là nhiệt tình. Nhưng mà khi nghe Tuyến bị bệnh như thế thì ai cũng ngỡ ngàng hết. Thật sự khi mà nói tới hoàn cảnh á thì thầy là có nuôi ba con nhỏ, và khi phát hiện ra bệnh như vậy á thì nói chung là thầy rất là sốc, và anh em đồng nghiệp trong trường thì cũng rất là sốc. Nói chung là lúc đó thì cũng không biết là động viên an ủi thầy như thế nào, thì anh em đồng nghiệp trong trường thì cũng cố gắng động viên an ủi thầy. Nói chung là vẫn tin rồi chữa trị để mà vượt qua cái bệnh. Lựa chọn cho mình một tinh thần lạc quan, chiến đấu với bệnh tật, che giấu những đau đớn, nỗi buồn đằng sau sự mạnh mẽ. Nhìn vẻ ngoài, ít ai có thể nhận ra thầy Tuyến đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng thực sự,
sức khỏe của thầy đã giảm đi rất nhiều, khoảng 30-40% kể từ khi mang bệnh. Trẻ bỗng quen thuộc ngày nào, giờ đây cũng mất hết uy lực trong bàn tay của thầy. Những bộ môn thể thao ngày trước thầy vẫn hay chơi, giờ đây cũng dần hạn chế. Ước mơ được tung hoành trên sân khấu như ngày nào, giờ đây cũng là một giấc mơ thật xa vời. Bệnh tình ngày càng thêm nặng, các đợt hóa trị cứ tiếp nối nhau, khiến cho kinh tế gia đình ngày một khó khăn. Trong khi đồng lương của hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ vừa đủ lo cho chi tiêu thường nhật và ba đứa con nhỏ dại. Năm 2021, nỗi đau lại càng thêm đau xót, chồng chất khi thầy hay tin căn bệnh ung thư của mình đã chia căn sang phúc mạc. Niềm an ủi trong căn nhà có lẽ là những tấm huy chương, giấy khen, những kỷ niệm mà thầy đã có trong suốt thời gian làm việc, để mỗi khi nhìn thấy lại như có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật, để thực hiện những ước mơ hoài bão còn đang dang dở, chưa thành hình.